Ổ nhóm đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Văn Túy sinh năm 1976, trú tại thị trấn An Sơn, huyện An Sơn đứng ra tổ chức. Túy là đối tượng đã từng có hai tiền án ra tù vào năm 2019. Điều đáng nói, địa điểm Nguyễn Văn Túy tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc lại chính là tầng 3 của quán karaoke do Túy làm chủ. Để đối phó với cơ quan chức năng, Túy đã xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc tại tầng 3 rất kiên cố, không thua kém gì các ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp từng bị phát hiện khi thiết kế 4 lớp cửa sắt theo kiểu chuồng cọp. Có hệ thống camera giám sát, manh động và liều lĩnh hơn, các đối tượng còn trang bị cả súng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị dây bắt. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tăng vật 126 triệu đồng tiền Việt Nam, 500 tờ tiền kiếp Lào với nhiều mệnh giá, số tiền này quy đổi tương ứng với 210 triệu đồng tiền Việt Nam, một súng ngắn 22 viên đạn, hai bộ bài tú lơ khơ và các tang vật liên quan khác.